We're going to make so you have the banhmi being cut off into half, open up and then spread with pate. We call it the liver spread, we call it here pate. Cô nó cũng má không phụ muốn sớm mày kêu tụi mình cô nó hết rồi. Hôm qua có dò hết chưa mà mua nữa gì trời. Trời chưa dò gì hết trơn á. Qua tối chị dò dục chị nói vậy cái thằng In fact, there are still lacking components, which is the meatloaf, the local meatloaf. 28 gì á? This is a homemade. Mà nó muốn gì á? Oh, cafe soda có biết. Đây là hả? Cafe soda. And then you have the meatloaf. And then all the herbs and vegetables. And then spread with the fish sauce. Oh, sorry, it's nước tương hả? Không phải nước mắm hả? Ah, okay, sorry, it's the soy sauce. There you go. You have now the delicious morning breakfast banh mi thit, homemade.